Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh Nhi Chim Khu Phát cũng như là quay trở lại video phân tích mã cổ phiếu của em Lâm. Trước khi bước vào nội dung chính của video này, mọi người nhớ để lại cho em Lâm những lượt like, lượt đăng ký kênh cũng như là để giúp cho em Lâm những cái bình luận tích cực trong phần khung chat anh chị để tăng cái độ tương tác của video cũng như là để khích lệ tinh thần của em Lâm. Ngày hôm nay thì em Lâm cũng như tiêu đề thôi thì mang lại cho anh chị ba cái mã cổ phiếu, thật sự là ba cái mã cổ phiếu ngày hôm nay là dìm thị trường thì đúng theo cái nghĩa đen của nó luôn. Hiện tại là Việt Công băng Vinhome và Gat là ba cái mã cổ phiếu tác động tới chiều tiêu cực của thị trường nhiều nhất anh chị. Vietcombank thì làm giảm của thị trường là 1.36 điểm, Vinhome là 1.32 điểm và Gat là 0.97 điểm. Thị trường của chúng ta thì giảm tổng cộng là 12.45 điểm. Thì VN30 làm thị trường chúng ta giảm là 12.93 hôm nay hầu như là tất cả các cái mã cổ phiếu thuộc VN30 làm áp lực lên thị trường của chúng ta anh chị dẫn đến các cái mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành mid cap nó gặp áp lực rất là nhiều thì nội dung chính hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem ba mã cổ phiếu này có còn điểm tham gia hay là có những cái nhịp mà hồi phục hay không anh chị hay là tiếp tục những cái màn mà giảm điểm nhiều như vậy để dẫn cho thị trường của chúng ta tiếp tục có những cái cũ giảm điểm mạnh mẽ hơn trong tương lai thì đầu tiên thì em Lâm cũng đi qua cái thị trường của chúng ta một chút xíu thị trường hiện tại của chúng ta thì đang quanh cái vùng là 1239 thị trường của chúng ta có giảm hiện tại cái vùng này là cái vùng thấp nhất của thị trường rồi anh chị đang về lại các cái vùng hỗ trợ trong ngắn hẹp là cái vùng 1235.9 hiện tại cái vùng này là cái vùng hỗ trợ cứng và cũng như gần như là ở dưới chúng ta còn có các cái vùng mà mây đang trong mây anh chị vừa có mây vừa có cái vùng giao găm hỗ trợ thì đây là một cái gọi là tương đối ổn định của thị trường hôm nay thì có cải thiện về cái thanh khoản nhưng mà thanh khoản này cải thiện nó lại mang theo chiều hướng tiêu cực anh chị mặc dù là không nhiều so với các cái phiên trung bình gần đây là 13.500 tỷ là một thanh khoản tương đối trung bình nhưng mà nó lại không là không mang lại cái sắc thái là tốt cho thị trường thì thị trường của chúng ta cần có những dòng tiền vào thị trường mạnh mẽ hơn thì thị trường của chúng ta mới tăng được hiện tại thì thị trường có khả năng là có những cái pha bật tăng anh chị nhưng mà trong phiên ngày mai thì thị trường sẽ rung lắc quanh cái vùng 1235 đến cái vùng 1245 là chính của thị trường chúng ta trước khi mà có dấu hiệu thị trường vào mạnh mẽ hơn cũng như là thông tin chờ vào phiên ngày tối ngày mai anh chị 17 tháng 9 thì thông tin từ thị trường thông tin từ phép cũng như là thị trường Dow Jones của Mỹ có tăng được không Dow Jones thì vẫn quanh các cái vùng định là chỉ, chỉ cần 200 điểm thôi thị trường Dow Jones nó sẽ vượt định nhưng mà khả năng là hôm nay thì Dow Jones nó sẽ rung lắc quanh cái vùng này để chờ cái thông tin chính ra thì hôm nay chúng ta đi vào cái ba cái mã cổ phiếu chính anh chị Vinhome một trong mã cổ phiếu mà trong giai đoạn vừa rồi thị trường của chúng ta có dành co mà Vinhome lại tiếp tục gia tăng rất là tốt nên chị tăng tiền liên tục luôn hiện tại lên các cái vùng đỉnh thì bắt đầu có nhiều áp lực, đợt trước thì khi mà Vinhome nó có những cái pha bật tăng thì nhiều anh chị cũng hỏi rằng Vinhome liệu còn có điểm tham gia không, thì hiện tại Vinhome đó, sau khi lên các cái vùng đỉnh thì đang có sự nhiệt xuống Vinhome trong khung đồ thị trung hạn cũng như trong đồ thị uh, dài hạn thì nó đều là một cái xu hướng giảm nhưng mà đang có dấu hiệu là hồi phục và Vinhome thì nó đang uh, chỉ cần vượt qua cái vùng đỉnh này và tiếp tục gia tăng thì nó sẽ quay lại xu hướng tăng trong trung hạn thôi nhưng mà nó mất phải một thời gian anh chị cũng như là đến cuối năm lực còn trong ngắn hạn thì anh chị có khả năng tham gia được đối với mã Vinhome này với điều kiện là khi Vinhome nó quay lại cái vùng là... các cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của nó là cái vùng 39.4 cho đến cái vùng 40.3 là cái vùng anh chị có thể là tiến hành chúng ta tham gia đánh một cái nhịp T cộng cái nhịp hồi của thị trường về lại cái vùng 43.5, quanh quanh cái vùng trên đây anh chị gần gần vùng định cũ thôi là chúng ta chốt đâu đó là tầm khoảng 7% anh chị tầm khoảng 7-9% tùy vào cái vị thế anh chị mua mà mua vùng này thì em không khuyến nghị mọi người mua nhiều 30-50% đánh nhịp T cộng nên chị, thị trường hiện tại của chúng ta về tình, tình hình chung thì vẫn gặp áp lực rất là nhiều và Vinhome ngày mai có khả năng là vẫn tiếp tục gây áp lực lên cho thị trường của chúng ta thì Vinhome ngày mai thì có khả năng là nó sẽ lại rung lắc tiếp lại một cái vùng ngắn lại anh chị hai trước mắt là ngày mai thì Vinhome có khả năng là giảm nhưng mà không giảm nhiều đâu các mã thuộc viên 30 thì đâu đó một ngày nó giảm khoảng hai phần trăm thôi thì đó là cái vùng mà anh chị chờ đợi nếu mà Vinhome có về lại thì chúng ta mới tham gia còn nếu không thì thôi anh chị cái vùng cắt lộ là vùng 38.4 anh chị tham gia đây thì 38.4 là nó tầm khoảng 3 phần trăm anh chị đối với mã Vinhome mã thứ hai là gas anh chị gas hôm nay thì về lại gần các cái vùng cân bằng và gas liên tục là hai phiên anh chị giảm tổng cộng là 5% thì đang quay về các cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của gas rồi điểm mua của gas thì là quanh cái vùng 71.7 và đến 72 thì từ cái vùng này nên anh chị 71.7 cho đến 72 thì anh chị có thể tham gia với một tỷ trọng vừa phải thôi hiện tại gas thì hôm nay cũng bán với một cái lượng vốn trung bình lượt ra rất là nhiều và riêng đối với gas thì ngày mai phiên khi nào mà anh chị thấy bắt đầu dòng tiền có lực cầu vào đối với gas và nó chặn lại cái đài giảm thì nhưng mà vẫn nằm trong cái biên là 71.7 cho đến 72.4 thì anh chị có thể tham gia được anh chị với điều kiện kiên quyết là chuẩn lại đại giảm và có dòng tiền tham gia còn nếu mà nó cứ cắm đầu vậy thì chúng ta không nên tham gia khi mà thị trường chuẩn lại thì chúng ta tham gia ổn ổn áp hơn và cái vùng cách lỗ là 69.5 nếu mà nó cứ cắm xuống 69.5 luôn mà nó không có dấu hiệu dòng tiền thì chúng ta không nên tham gia chúng ta chỉ tham gia khi mà nó chuẩn lại thì xác định đây là một cái vùng hỗ trợ của nó tại vì khi mà nó về tới cái vùng này mà nó chuẩn lại cái đài giảm thì nó xác định đây là một cái vùng hỗ trợ cứng của nó thì nó sẽ có những cái nhịp bật trở lại cái vùng 75 cho đến cái vùng 77 anh chị để chúng ta chốt lời một cái nhịp thay cộng ngắn anh chị không có nhiều được trong trung hạn thì uh, gas đang đi tích lũy anh chị và khoảng hai tuần nữa thì nó sẽ quay sang cái xu hướng tăng trong trung hạn của nó với điều kiện là thị trường của chúng ta vẫn tiếp tục tích lũy tốt ở đây quanh cái vùng 1235 đến 1245 nếu thị trường mất 1235 thì thật sự rất là xấu anh chị thị trường rất là xấu tại bắt đầu nhiều mã cổ phiếu nó sẽ nó sẽ có một cái nhịp hồi phục mà trước khi mà nó quay lại nó lụng 1235 thì chúng ta cùng nhau theo dõi thị trường sát sao trong giai đoạn này giai đoạn này thật sự thị trường rất là khó khăn đối với các cái mã cổ phiếu giống như là Vinhome anh chị nào mà kẹp thì cũng chờ những cái vùng cân bằng ở, là ở cái vùng mẹ Lâm chia sẻ ha còn đối với gas cái vùng mà anh chị lỡ mà tham gia các cái vùng ở phía trên này mất 5 phần trăm rồi thì nếu mà nó trận lại cái đại giảm có dòng tiền tham gia thì đây là cái vùng mà anh chị có thể là tiến hành cân bằng trung bình giá của nó còn nếu mà nó mất luôn cái vùng 69.5 thì bắt buộc là chúng ta phải cắt mua trung bình giá thì mới cắt anh chị còn nếu anh chị không mua trung bình giá thì tại vì từ cái vùng hiện tại ở trên mà anh chị xuống cái vùng mà quanh cái vùng em mua là năm thì anh chị là 7 phần trăm nó mất cái vùng 70 70.9 là anh chị cắt nếu mà anh chị không mua trung bình giá thì cái vùng đó là vùng cắt còn mua trung bình giá thì cái vùng cách của nó thì chúng ta gia hạn xuống một chút xíu là 69.5 là cái vùng cách của gas. Đó là khi có dòng tiền tham gia vào thị trường, tham gia vào mã cổ phiếu gas thì chúng ta mới tham gia được. Hiện tại nhóm ngành dầu khí thì thật sự là nó không có khả quan. Nhìn chung nhóm ngành dầu khí ngày hôm nay thì đang giá dầu tiếp tục giảm sâu thôi. Và chúng ta đầu tư chứng khoán thì khi chúng ta kỳ vọng vào tương lai và gas thì nó đang quanh cái vùng trung hạn rồi vẫn có thể cân nhắc tham gia được khi mà nó có dòng tiền tham gia anh chị là đối với gas một cái mã cổ phiếu hôm nay áp lực thị trường nhiều nhất là Vietcombank một cái mã ngân hàng liên tiếp là được dùng trong phiên cũng như là trong ADC lại tiếp tục là dùng để áp thị trường của chúng ta anh chị nhìn về khung đồ thị dài hạn cũng như trung hạn thì Vietcombank trong dài hạn thì là vẫn là một xu hướng tăng trong trung hạn thì nó đang đi tích lũy nên anh chị đang trong trạng thái tích lũy giữa tăng và giảm thì đang tích lũy ngang thì chưa rõ xu hướng hiện tại các cái vùng hỗ trợ của Vietcombank chúng ta có là quanh cái vùng 86.3 và cái vùng mà hiện tại 89.1 đối với việc công bằng trong các phiên sắp tới hoặc là phiên ngày mai việc công bằng lấy lại cái vùng 89.1 và xác định đây là một cái vùng mà này thành một cái nến đóng trên đây anh chị thì anh chị có thể tiến hành mở mua ở đây 30 50 phần trăm không mua nhiều anh chị giai đoạn này thì việt công bằng nó chiết khấu cũng khá là nhiều từ cái vùng ở phía trên đó rồi thì đâu đó là cũng 3 phần trăm thì vùng này anh chị có thể tham gia được 30 50 phần trăm không tham gia nhiều nếu mà nó rung lắc một là nó rung lắc anh chị có thể cắt còn cái vùng mua trung bình giá xuống đây thì chưa phải là cái vùng mua trung bình giá anh chị phải chờ nếu mà nó nhúng xuống cái vùng 86 thì chúng ta mới là cái vùng mua trung bình giá còn vùng này chị để cho anh chị nào mà tiến hành mở mua mới thăm dò thì nó ngay vùng hỗ trợ với điều kiện là ngày mai vì công băng không bị áp lực bán nữa các cái chỉ số dòng tiền thì em thấy là bắt đầu nó đang có dấu hiệu là hồi phục trở lại đối với Việt công băng rồi nó chậm lại cái đà giảm một chút xíu nhưng để chắc hơn ngày mai chúng ta xem coi việc công bằng nó có hồi lại không hồi lại trên cái vùng 89.1 thì cái vùng này chúng ta có thể tham gia được đối với việc công bằng. và nếu mà nó cách lộ thì đâu đó chúng ta chỉ đánh mất cái vùng mà 3 phần trăm anh chị mất 86 mất 86 thì chúng ta cắt lộ đối với việc công bằng nếu mà thật sự nó xấu còn đối với anh chị nào mà muốn tham gia thêm á, thì là cái vùng 86.3 là cái vùng chúng ta mua gia tăng chia làm hai bởi vậy đối với các băng em không có để cái vùng mà mua đối với nhóm ngân hàng nó giảm không nhiều nhưng ngược lại nó cũng tăng không nhiều đối với những anh chị nào mà đánh trong cái vùng trung hạn của việt công băng thì đây là các cái vùng mà anh chị có thể là gom được rồi gom mua được rồi chị và nắm khá là dài hạn các cái mã thuộc vn 30 thì chúng ta đều phải xác định và cái vùng này của thị trường chúng ta thị trường viên của chúng ta nó đang gọi là trong trung hạn vẫn là một xu hướng tăng nhưng mà nó đang lấp lẫn anh chị thị trường mà giảm sâu thì em không nghĩ giảm về trong dài hạn thì thị trường chúng ta vẫn còn đang là một xu hướng gọi là tích cực còn trong ngắn hạn hạn thì nó đang gọi là trong những cái rủi ro là có khả năng lại quay trở lại thị trường chúng ta có khả năng những cái nhịp mà quay trở lại cái bùng vào 1320 lấp lại cái ghép chúng ta có một cái ghép nhỏ quanh cái phiên ngày bùng nổ nên chị 5 điểm 1322 xong rồi 1300 1222 đến 1230 thì một cái ghép nhỏ vẫn có khả năng thị trường chúng ta xuống lấp lại ghép này Mặt thị trường chúng ta sẽ đi tích lũy quanh vùng này và bật lên luôn trước mắt thì thị trường nếu mà không có nhịp lầm tiền vào quyết liệt ấy, thì chỉ lên hồi được cái vùng 1267 thì đây là cái vùng mà anh chị nào tham gia ba cái mã cổ phiếu của em Lâm chia sẻ là cái vùng chúng ta chốt lời T cộng có thể là chưa tới được cái mục tiêu mà em Lâm đề ra thì chúng ta cũng nên cân nhắc là quanh vùng đó để xem diễn biến thị trường để chốt anh chị tránh trường hợp thị trường lên tới cái vùng các sạn ở trên đây và nó lại rung rũ trở lại quanh vùng dưới đây là ba cái mã cổ phiếu ông Long mang đến cho anh chị, hy vọng là nó mang đến nhiều thông tin cho mọi người cũng như là anh chị có thêm một ba cái mã cổ phiếu để cân nhắc cũng như là các cái vùng chờ mua hoặc là xử lý các cái vùng kẹt hàng ở phía trên. Cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã xem hết video này. Hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt anh chị.